Trả lời câu hỏi, thưa thầy, bố con bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 1. Bố con sau khi thanh lọc ở Sóc Sơn có làm thêm 3 ngày nữa, tổng cộng là 7 ngày. Nước 5 ngày dầu, tuy nhiên đi xét nghiệm lại thì chỉ số PSA vẫn rất cao, có giảm chút ít không đáng kể so với trước khi thanh lọc. Bố con do đó mất niềm tin vào phương pháp và không chịu tiếp tục. Xin thầy cho biết về việc tại sao chỉ số PSA của bố con gần như không thay đổi. Thưa quý vị, như trong cái khóa học chúng tôi đã nói rất rõ, đây là một phương pháp hướng dẫn chủ động chăm sóc sức khỏe tự nhiên không dùng thuốc, và kết quả nó sẽ tùy thuộc vào sự hiểu biết, nguyên tắc và thực tập nghiêm chỉnh của học viên. Nếu học viên càng lắng nghe cho kỹ, và đây là những quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ, trung thực, khách quan, không phân biệt. Vậy thì nếu chúng ta đã lắng nghe bài kỹ, đã hiểu và thực tập nghiêm chỉnh đúng đắn thì nhân nào quả đó, kết quả tương ưng. Nếu quý vị không lắng nghe, không hiểu và không thực tập đúng thì quý vị đòi hỏi kết quả nó có liền ngay lập tức thì điều này hoàn toàn không đúng với luật vũ trụ, không đúng với nhân quả. Và ai có thể can thiệp được vào cho mình, ai có thể chuyển hóa được cho mình và mình đổ lỗi cho người khác. Mình không chịu thực tập thì mình bị lỗ, mình ráng chịu mà thôi. Như vậy thì hãy cố gắng về nghe lại tất cả những bài lý thuyết, những nguyên tắc căn bản và những quy luật vũ trụ để mình hiểu rõ hơn và thực tập đúng đắn nghiêm chỉnh hơn thì mình sẽ có được cái kết quả tương ưng. Đó là điều thứ nhất cho tất cả các bệnh nói chung và cho riêng cái bệnh ung thư tiền liệt tuyến nói riêng. Điều thứ hai, trong tất cả các bệnh ung thư thì bệnh ung thư tiền liệt tuyến là một cái bệnh ung thư phát triển rất chậm và nó kéo dài rất lâu. Như vậy thì khi nguyên nhân gây bệnh tích tụ dẫn đến bế tắc và biểu hiện triệu chứng bệnh lý cũng lâu dài thì cái cách chúng ta chuyển hóa chúng ta cũng cần phải có thời gian. Khi mình bị những cái căn bệnh cấp tính, nguyên nhân tích tụ nhanh dẫn đến triệu chứng bệnh lý nhanh thì mình sẽ giải quyết nó nhanh để mình thấy kết quả chuyển hóa nó nhanh. Còn những cái căn bệnh mà phát triển rất chậm như thế thì chúng ta cũng phải cần có thời gian để chúng ta chuyển hóa, chứ không phải đòi hỏi một tuần lễ mà mình có thể chuyển hóa ngay lập tức, thay đổi rất nhiều liền thì điều này không có. Lấy ví dụ ngày xưa quý vị phải bỏ ra 3 năm để trồng một cái hạt mít thì cái cây mít nó mới có trái, phải không? Vậy thì khi chúng ta bỏ ra 3 năm trồng cái hạt mít để đến khi chờ thu hoạch được cái trái sau 3 năm thì chúng ta sẽ tận dụng được cái cây mít này 20 năm, 30 năm vẫn có thể thu hái được trái. Nhưng ngày nay nếu chúng ta trồng cái cây mít nhanh hơn, chỉ 1 năm thu hoạch được trái, vậy thì chúng ta chỉ có thể khai thác cây mít này trong vòng 7, 8 năm, 10 năm là nó sẽ chết, nó sẽ hư, chúng ta phải bỏ, làm mới lại. Cũng vậy, nếu quý vị muốn có một cái bằng đi học 2 năm để kiếm tiền thì quý vị sẽ đầu tư ít thời gian, ít tiền bạc, ít công sức thì quý vị sẽ kiếm được cái lương thấp hơn, công việc nó dễ dàng, bình thường hơn. Còn nếu quý vị muốn có một cái vị trí cao, muốn kiếm được cái tiền lương nhiều thì quý vị phải bỏ ra cái thời gian nhiều hơn để học tập, phải bỏ ra nhiều tiền bạc và nhiều công sức hơn. Cái gì nó cũng phải rõ ràng như vậy. Đối với một cái bệnh này thì nó phát triển rất chậm, thành ra chúng ta cần phải có thời gian nó mới có sự chuyển hóa, chứ không phải một tuần lễ mà nó chuyển hóa liền ngay lập tức.